Chúng ta đến với cuốn video thứ 3, cũng là cuốn cuối cùng trong cái dịp này chia sẻ giao lưu với vườn anh Phú Trường Bonsai, địa chỉ thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là hình ảnh của một số những cây tầm nhỏ và mini. Đầu tiên là cây hoa sữa. Dạ vâng, đầu tiên là một tác phẩm hoa sữa của một vườn. Cây rất là già các bác nhé. Và hàng bên bên tay đấy. Rồi. Đây là chỉ là hàng để các bác sưu tầm đấy. Phong phú với dòng cây này cây không chưa... không phải đo đâu, những cây nhỏ này không phải đo. Cây này giá bao nhiêu cháu? Dạ cây này cháu giao lưu là 2 triệu rưỡi ạ. Giá 2 triệu rưỡi. Dạ vâng. Rồi. Vâng, chia tay với hoa sữa, chúng ta đến với một cây xanh này. Dạ vâng. Tác phẩm tiếp theo là một cây xanh Nam Điền. Hàng mini đây. Đấy, rất nhẹ nhàng. Dạ vâng. Đây rồi. Trồng trong một cái xanh mỏng. Tác phẩm này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 6 triệu rưỡi. Giá 6 triệu rưỡi. Hay đấy nhỉ. Được đấy. Anh quay vào trong rồi đấy. Rồi. Giá 6 triệu rưỡi. Rồi, nhất trí. Được đấy. Đến cây si kìa. Cây si anh B quay lại cây này. Đấy, cây si rất nhỏ nhẹ. Dáng tự nhiên. Cổ thụ. Tác phẩm này rất là đẹp đấy. Vâng. Được nghệ nhân tạo tác rất là lâu năm mới được cái bộ râm này, các bác nhìn cái bộ râm bông tàn này. Ok rồi. Cây này giá bao nhiêu? Cây này cháu đang giao lưu với giá là 6.200.000. 6.200. Dạ vâng. Vâng. Anh B lên phát. Dạ. Bỏ cái thước ra, cầm thước làm gì? Cây này bé không phải đo. Dạ vâng. Đấy, tôi xin kiểu ảnh. 6.200 cây si này mà. Dạ vâng. Rồi, chụp nhá. Rồi, cảm ơn anh. Tiếp đến cây xanh nữa. Dạ, đây là một cây xanh dòng xanh lá móng các bác nhé. Vâng. Cây rất già, được ghép vào một hòn đá thấm thủy, xong ở trên lại gài thêm cái đá gì không rõ nữa. Đá thì kiểu đá dập voi. Ừ, cây này già lắm này. Dạ vâng. Già phơi trắng thân rồi này. Vâng. Xanh lá móng. Xanh lá móng. Rồi rồi. Tác phẩm này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 2.800.000. Giá 2.800.000. Ok. Tiếp đến là một tác phẩm si búp hồng. Vâng, cây si búp đỏ. Si búp hồng này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi. Cây dáng cũng khá là điệu đà. Rồi, giá 2 triệu rưỡi. Cây me kia không? À đây, cây me này thì một chú nhà cháu bán đây. Cháu cũng giao lưu cây me này với giá là 700.000. Giá 700. Dạ vâng. Và có một cái cổ rất là quái ở đây. Được rồi. Và một số cây tầm lớn hơn đây. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền ạ. Các bác nhìn nghệ nhân tạo tác với khá là nhiều bông. Ok. Bản thân thì nói chung là cây này cháu thấy cũng quái cây. Bố phương sắp xếp cũng rất là hợp lý. Cái này giá bao nhiêu cháu? Tác phẩm xanh Nam Điền này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 20 triệu. Giá 20 triệu. Dạ vâng. Và... Được rồi. À, chúng ta đến với Phú Trường Bonsai qua số điện thoại 0945 345 889. Địa chỉ tại thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Cây xanh này đi. Dạ vâng. Đây cũng là một cây xanh Nam Điền dáng quái các bác nhé. Ừ. Đường thân là cái cúc co này rất là duyên cây. Cây quái cây. Co gấp rất là
tranh này thì tác phẩm này thì tay ca cành bông giam cũng được làm tạo tác rất là đẹp. Cái mặt sau là hàng một người bê đấy. Rồi. Cái này bao tiền cháu? Tác phẩm này thì nhà vườn đang giao lưu giá là 16 triệu. Giá 16 triệu. Xanh năm điền. Được rồi. Vâng. Di chuyển đến đây đi. Tác phẩm tiếp theo cũng là một tác phẩm xanh năm điền ạ. Tác phẩm này thì làm đây kiểu như dáng long các bạn. Ừ. Không, cái bóng cái này được. Anh lấy thước ấy, thước được rồi. Cái này thì đo đi, đo cái cổ. Vâng. Đấy, cái thân này. Được rồi. Hoành ở vị trí cháu đang đo đây là 19 ạ. 19. Dạ vâng. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 40. Kích thước tán là 63. Vâng. Dạ vâng. Tác phẩm này nhà vườn cháu cũng đang giao lưu với giá là 16 triệu. Giá 16 triệu. Vâng, xanh năm điền ạ. Rồi. Chỗ này còn 4 cây này thôi à? Dạ, vâng. 4 cây này với cây gì, cây si hay gì nhỉ? Không, còn 4 cây này thôi. 4 cây này thôi nhá. Dạ, vâng. Vâng, chúng ta đến với một số cây xanh tầm lớn hơn này. Dạ, vâng. Đây cũng là một tác phẩm xanh năm điền ở nhà vườn đó. Xanh năm điền. Có lấy được cho nên là ít sưu tầm được. Mà chủ yếu là xanh si. Tôi thấy canh đưa vào hệ thống xanh. Dạ vâng. Xanh si nhiều. Vâng. Những cây hàng thức, những cây dòng khác thì đợt này canh không lấy được về được đúng không? Dạ vâng ạ. Dịch cản trở dịch dã. Cháu là bị cái di chuyển mình. Vâng. Cây xanh thì vẫn là cây truyền thống. Cây truyền thống của miền Bắc. Của khu vực phía ngoài này mình chơi rồi. Báo qua cái kích thước đây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 36 ạ. Vâng. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên 90 ạ. Kích thước tán khoảng 1 mét. Tác phẩm xanh năm điền này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 20 triệu. Vâng, báo giá 20 triệu. Vâng. Rồi. Cây rất là già, làm theo lối cây cổ. Rồi, chuyển sang cây tiếp theo. Tiếp theo cũng là một tác phẩm xanh năm điền nữa. Nhà vườn cháu. Cái này cũng là hàng cỡ chung hai người bê đấy. Xin được báo qua cái kích thước của cây. Cành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 36 ạ. Vâng. Chiều cao của cây tính từ mặt chậu lên là 73. Kích thước tán cây là 1 mét. Tác phẩm này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 9 triệu. Giá 9 triệu. Dạ vâng. Ôm bệt cái viên đá thấm thủy. Dạ vâng. Này xanh năm điền xịn. Toàn bộ là xanh năm điền xịn. Bông tàn cũng rất là mịn này. Rồi, lượng dăm này cũng khá nhiều rồi. Rồi, chúng ta di chuyển tiếp đến cây xanh xanh quê dáng trực huyền này. Vâng. Tác phẩm xanh quê dáng trực huyền. Cái này nhà vườn cháu mới tuốt lá nên nó đang lẩy lọc lại. Ừ.
Xong xin báo qua cái kích thước của cây. Vành bệ. Vành bệ của cây là 66 ạ. Và vành thân ở vị trí cháu đo đây là 36. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 48 ạ. Kích thước 8 thì 63 như này. Kích thước 8 này là 1m1 ạ. Đây cháu đo theo chéo luôn này. Ok rồi. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 52 triệu. Dạ. 52 triệu. Dạ vâng. Tác phẩm xanh quê mà dáng chiếc cuối ấn như này thì tay cành như này cũng làm rất là mất rất nhiều lắm. Và tiếp tục cái bệ. Dạ, đây là một tác phẩm xanh quê đấy. Vâng ạ. Số xanh đo báo qua cái số đo của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 72. Chiều cao của cây tính từ mặt chậu lên là 60. Kích thước tán cây là 84 ạ. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 6 triệu rưỡi ạ. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với cây me này. Dạ vâng. Và cây me thì cái mùa này là mùa chút lá rồi, kệ nó thôi. Vâng. Tự ra sau nó sẽ nảy lọc mới. Cây me rất là già các bác nhé. Vâng. Đây ạ. Các bác nhìn thân mốc neo đây. Tác phẩm me này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 3 triệu. Giá 3 triệu. Dạ vâng ạ. Được rồi. Rất tuyệt vời. Kích thước hoành của cây ở vị trí cháu đo đây là 16 ạ. Vâng. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên khoảng 65 ạ. Kích thước tán tán là 85. Giá giao lưu là 3 triệu. 3 triệu. Và bên cạnh đó là cây ổi ta này. Dạ vâng. Và đây cũng là cây cuối cùng kết thúc trong cuốn video này. Và cây ổi ta tay Huyền đã đưa xuống sâu vết. Dạ vâng. Tay cành rất là dẻo đấy, dẻo cây. Và cây đang có quả các bác nhé. Cây hiện đang có quả. Đâu quả đâu? Dạ đây ạ, đằng này. Có nhiều quả lắm nhưng mà cháu chỉ để một vài quả thôi để rồi, rồi, các bác biết là cây có quả thôi. Còn cây này cháu đang nuôi răm riếc. Ừ. Cho nên là cháu rồi. Không để nhiều quả. Đấy, mặt trước của cây ổi nó lao xuống nó thành một cái như cái cánh buồm ấy. Cây này giao lưu giá nào cháu? Dạ, tác phẩm ổi này thì cháu đang giao lưu với giá là 4 triệu 200 nghìn. Giá 4 triệu 2? Dạ vâng. Vâng. Được đấy. Hàng khá to đấy ạ. Giá cháu báo là chưa bao gồm phí vận chuyển các bạn nhé. Tại vườn, 4 triệu 2. Thỉnh thoảng cháu lại nhắc lại. Bao nhiêu? Chiều dài tán đây là gần 1m4. Rồi. Giá 4 triệu 2. Rồi. Vâng, và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc quá trình chia sẻ 3 cuốn video với vườn cảnh anh Phú Trường Bonsai. Địa chỉ tại thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Tôi xin khép lại chương trình tại đây và xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.